bát sôm chấm riệp xua bằng ôn chọn nụ rụp chiết khăm ế nâu cam bì chía cam bì chía lớ cam bì chía gần đá cam bì chía cồm nâng bằng ôn khăm ế càng ó ru chung quanh bị phục lộ ở bàn chì riệp bị bực mình ní nâu sọc nhớ nhóm bàn nâng tựa làm nâng màu bị dục mình nâu bà tê hô lóng mong pi khi ông tựa làm nâng bàn bì cam bì chía cầu mò phrem thà minh quán yun a nhà tho yun cầm phong tài chấp minh quán và chọc vô tu được sắp nằm bay lục ở rồi qua làm miền tàng lai minh quán bàn tự tu vô này bằng ôn chung quanh bị phục lộ nà ná rô rưa nà ná môn khánh đế bà tê miền sắp bạp rưu có bà tê dục công bạch xá hiểm ra bằng ôn chẳng bà lâm ôn này, phía nhóm nâu bà tê hô lắng bà lâm tấm tầm mong bà ram cả lạc nhóm lạng lai phía đêm nè, bì dục mình mà mong bì cái đồng khán kia chết khang kì rô nâu chết khang dân bẹp bình nhắn dân tàn dậy tới với lưu sô và tè sọc ní bên chân chẳng đà mong bà ní nhóm ai cũng dậy bàn hay nè nhóm ai cũng dậy bàn chun ở tầm nắng tao chung bình bị phục lộ nhóm tôi tầm nắng bàn cả là bì mong bị dục năng ngày ở lô bằng ôn trung bình rồi trung bình bị phục lô tại bị thiên cắt bị thiên cả cái đáo bờ sân na Việt Nam mình đã lên nó trong mau ni ngày ni ai ni dân đăng cái này ấy rư con ngày xưa nó dân đăng cái này ấy và nay ngày chán ni dân nâng dân đăng cái này dân thay dân tàu thơ mấy cho mỗi này á dân ơi tu ba tạ cam ping tiang Việt Nam khang thứ bốn đấy đặt tu tiang tức đây cam mà chia khổ ông tu lực tông chết lực ấy tặng oh tha Việt Nam bằng bật sức sợi phép giờ ngay bằng ôn rồi trung binh bị phục lộ đấy bởi rồi tha bị ba thì miễn chấp ba tờ lo bởi tàu ca ấy là anh tàu chun làm nắng mà pay buôn mong mình đấy miễn mà chát chầm rách chăng tê anh nắng cái hao buộc crom mafia bộ rộng mạp giá bộ dụ cô bạc xa bạn kì thơ chân tại bờ rõ tha bị bá kì cổ rục chấp áp kì miễn thơ chân tê hay à xảy đoàn kết xảy kê nốt bó nà anh cứ khám hiện đây nế anh đang hào đoàn kết kì khó chấp áp ấy kì khó chấp áp bà bọn sắp sai ấy tao chun đầm nắng ôi kê mà phê buôn mong mình nâng bởi tô xâm lạp bà nữ anh đang kì chạp phát bậc thi thì tao chỉ cha bài tôi sầm lạp bản nữ tôi thơ ba bản nữ bôi tôi chui cử nhiên ấy anh đang thì cha phát bậc thi anh đang vượt trầu tại tôi bật quan sắp sai khó ấy là anh tàu sao nay cái ôi tàu cái tàu chuột là anh mong đi mong lúc mẹ là anh mò mò chắc cái chẳng đi chứ là anh chui nằm đằng ôi cái hai đứa nấu này anh mò chắc và lấm ôl mong còn bảy nấu Campuchia cổng không khơi video nó hơi bê lực mình hiệp trăm này nè anh chạp nó cứ mình quăng có like video mau chênh mau đây không chạp ban video nó thằng o cần đập ho kèng lên nó ní đăng phim chênh phim nế rồi còn sập sai ní lươn này hay nè anh tao đo lên ra mình toàn để ớt lẹ khăn hay dân và lấm ní thay ní dân tên mong kỳ thua ca dân nâng trên tổ chuộc kề hay ta ngài anh thua chân trâu và khó đấy ngài anh vô cầm lặng mò chắp kê chắp y ngài anh chắp chùm rất kê là biếp nâng ngài anh đọc vô tu được sắp kê anh đi xích bụt con lắm ngài anh tao có rút xích bụt con đấy kê mình mến thua ấy ôi khó nó chắp bác bác ngài anh tê bực khó nó bật bán sắp sai là anh nên sức chơi anh tàu xua rư con là anh một rạp chú nằm nắng màu tháng này là anh cũng thương chơi cháu ấy chăng đấy và tên là anh miền cho bác mình và tên mafia đi đấy mình và tên mafia đi dương pháp và miền tàu của là anh ngồi đăng dương trên thì dây đi tà là khá là ý coi tập phụng mơ bà dương đây nghe tập phụng mơ qua là miền bà dương ơi nãy anh vậy đi dân bẹp cái hai cái tham ở trong lai mình to kia là mưa khơi nhai
nè bên này khi ông prab nằm nắng ban này tha này anh cha bị giúp khi mình ai lang lai ban tê phèm phèm ở cái đăng ban phèm tê bộ ấy nó sập đi kia có rụp chứ bắp bên mong đi mong cái đê mong đi mong cái thức mình đoán thơ ca tê mong cái đê à lâu nó nhóm giấy nó khó chứ bắp cái lấy á nè mình tạo giấy là bên mong cái đê cái buôn chân tê bên này khi ông chọn trên bò là miếng giáp mình toàn bò là miếng cắt đau ở cái đăng nè quang phổ chung quanh bị phục lớp tạc cái nhóm vậy tao quang phổ mới khơi nọ hay bật lấm nắng mau một bảy nắng mau một bảy bật cứ mau một buồn nắng nhóm tàu thì chua kề nó chua nằm nắng nắng tao ơi kề tha Việt Nam rồi lột sức ca rô riêng miên chỉ vượt cả đá hờ bảo kề nhà anh miên khóc ta ơi nhà anh tao chua nằm nắng tao kề hay bởi dương pa ta cam vĩnh dương dương pa làm này anh tha dương thơ nông ta mà mau để dân xài tàu cứ tàu ping nó Việt Nam thằng cái bồn nè rồi có nó kéo và tế cái tàu ba ta cầm một tút này anh mà này anh ơi trả lá cho nó luôn anh thì bật sức rồi tiếp hôm nay có ông đó hốt sinh chết kê tăng phi đó hốt sinh chết kê rồi tiếp sát sát na có khám yên thế này rồi nấu ca từ tuôn ban po là miến có ăn ban này anh bật cái thơ khó ấy này anh của tôi vậy mới ập 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 sắp sai đâu tháng này chmua mới đi vừa mày trắng à hay bật cái tàu bắt cái bắt hướng cái mình mê này anh mà chọc trắng thế này anh mà chọc po là miên bị chia bạc kê trắng thế cái miên tôi chui đô cứ ngồi vứt ấy nó không nông và thế này anh thế này anh bắt băng cầm hoa này anh thơ khó này anh mà hiện ơi chinh po là miên tao bị phục đô khơi này anh có học này sao Việt Nam kia tha hẹn thua nó mày làm như vậy đó là bắt cóc quần chúng nhân dân Khmer Campuchia Krom người dân bản địa này đâu mày đâu có phải mời mày phải mời người ta cái gì làm sai ở trên mạng internet mạng xã hội mày phải hỏi cho nói cho người ta biết trước 24 tiếng đồng hồ trước mới mời người ta lại. Đó là lực lệ của nhà nước trên thế giới mà ngược lại mày không cho người ta hiểu gì hết, khơi khơi mà đi bắt. Đó là chính phủ ma tí xì ke, bọn xã hội đen mới gần mới bắt như vậy. Mấy thằng chuột á, mấy thằng giật thú nó mới làm như vậy. Cái kiểu mày làm á, cái kiểu giật thú, cái con thú nó không biết cái gì đâu, nó không biết cái lực lệ giật pháp gì đâu. Mà còn hay hơn như mày nữa, nó giật thú á mà nó biết á, nó không có bẩn quần đâu, nó ở trần nhưng mà nó biết hơn mày, biết lực lệ hơn mày nữa, nó tôn trọng người nuôi nó nữa, nó biết hơn mày. Mày đàn áp như vậy đó cho người ta chịu nổi không? Đàn áp nhân quyền nè, đàn áp công nhân nè, cái quyền công nhân cái mày cũng đàn áp quyền xã hội nè, người ta đi lại mày cũng gần, mày cũng đi bắt người ta, bắt bớ người ta, ăn cướp ăn trộm người ta, làm giấy giả mạo lấy đất của người ta cũng có nữa mà đủ thứ đủ kiểu. Mày là nhà nước xã hội đen, tôi phải nhà nước tôn trọng nhân quyền, mày công nhận đi, mày có đàn áp người dân bản địa không? Cái chuyện này là mày đàn áp người dân bản địa chánh cống là mày là người ta có quốc tịch, người ta sinh sống là quốc tịch Khmer, đã sinh sống rồi, sống sinh ra là có quốc tịch rồi hả, sinh ra chỉ bước ra trong lòng của mẹ là người ta có quốc tịch Khmer hả, quốc tịch Khmer Campuchia Krom, người dân bản địa ở đó. Tụi mày là thằng cướp trộm nè, cướp đất này nè,
Hồi thế kỷ 16, mày thế kỷ 16, 17, mày cướp đất này nè, mày mày mướn đất, mày xin đất, người ta huấn luyện quân sự đến đánh giặc bọn huyện tụi mày, ngược lại mày phá hoại an ninh trật tự người dân bản địa, chém giết người dân bản địa. Thời đại này chúng ta không phải ở yên, chúng ta sẽ làm trên thế giới, cho thế giới biết tao cởi quần mày trong thế giới, cho cái thế giới người ta coi mày. Mấy người mà chính phủ bọn xấu như mày, mày không có tôn trọng nhân quyền, mày nói người ta đi lôi KKF Sapon Khmer Campuchia Crown lôi kéo, kéo con mẹ mày gì, người ta lôi kéo cái gì, mày đàn áp nhân quyền người ta phải móc lên rồi, người ta phải chống lại cái bọn âm mưu thủ đoạn phá hoại an ninh trật tự của Khmer Krom, bạn người dân bản địa. Tụi bay làm như vậy là sai trên quốc tế. Tụi bay đừng nói là làm cái đó đúng. Đi bắt bớ người ta, người ta đi qua lại, đi chợ mua đồ cũng không có thời gian đi nữa. Nó sợ tụi mày bắt bớ, tụi mày đánh đập nhà nước tụi mày đó, đông có tôn trọng pháp lực của quốc tế. Cái chữ ký mày cũng mày nói không có thừa nhận nữa. Mày ăn cướp ăn trộm dân người ta, đất nước người ta rồi, còn mày lại tham lam biên giới, làng hiệp hội biên giới mày ở đó hả? Người ta không biết hả? Mày có biên giới giáp với Campuchia hả? Biên giới con mẹ mày, mày ăn giật á, mày tham lam á, mày lại cứu nước Campuchia hả? Mày lại bốc lột tham nhũng ở Campuchia, mày đừng nói mày lại cứu Campuchia. Mày tới số mày rồi, nó tới số nó phải làm như vậy, nó tới số nó rồi, nó phải mất ở trên thế giới này. Mày ăn cắp đất nước Tràm ha, mày ăn cắp đất của người Mông Tây Nha ha, mày ăn cắp đất nước của Khmer Krom, bây giờ mày lại tham lam muốn ăn cắp đất nước của Campuchia nữa. Cái gì biên giới của mày chỗ đó phải không? Hồi xưa xưa là cái đó là biên giới của người Khmer. À, Pháp nó cắt cái chỗ đó là chứ là mà biên giới để an ninh, để lấy thế thôi, giữa Campuchia Krom giữa Campuchia cho đóng thế thôi, đâu phải biên giới giáp tỉnh, cái này là biên giới tỉnh, gần tỉnh thôi. Mày đừng có tham lam như người ta không biết cái chuyện của mày làm. Nói cho mày nghe như vậy đó, cái quần chúng nhân dân ta yêu cầu tao nói cho nói tiếng Việt, Việt tụi mày đó mà tao không muốn nói. Nhưng mà sáng nay nè, cái chuyện vừa xảy ra lúc 8 giờ á, 7 giờ mấy 8 giờ ở Việt Nam, mày qua Sóc Trăng ha, cái biển Mỹ Xuyên, mày lại bắt quần chúng nhân dân người ta, mày ăn cướp á, đâu phải bắt, cái đó là ăn cướp đó, chính phủ ăn cướp đó.
Chính phủ mày cướp trộm hoài à. Mày không xài lực đâu. Mày đè ép, kìm kẹp nhân quyền, tự do của người ta. Cái đó đoàn kết tụi mày đó hả? Đoàn kết giữa ba dân tộc đó hả? Mày đạp chân người ta, trên này mày bắt tay, mà ở dưới mày đạp chân người ta, rồi cho người ta đoàn kết với mày. Tao mày tới số rồi. Mấy người Khmer Krom, một số ít, còn tin tưởng mày đoàn kết, giúp đỡ gì. Cái mấy thằng đảng viên thúi đó, thủi thúi đó, nó tin ngưỡng mày. Nó tin ngưỡng mày nói dốc. Mà còn tao á, không tin tưởng mày nói dốc đâu. Tao đi mét quốc tế cho nó biết cái khéo léo của mày. Tao hả, không có quên tiếng mày đâu. Mày đừng nói hay. Tao không có quên tiếng của mày. 30 mấy năm tao sống ở Campuchia, tao còn nhớ tiếng mày mãi. Vì ngày tốt, mày tốt quá. Mày làm tốt với dân tộc quá. Mày đoàn kết với dân tộc tiểu số. Mày nói ôi dân tộc tiểu số đoàn kết với mày quá. Tụi mày ăn cơm cho tụi tao. Tụi tao hút nước. Hút nước cháo á. Tụi mày đoàn kết như vậy đó. Đoàn kết mày như vậy đó. Ngày nay, bữa nay tao nói cho quần chúng tao biết. Mày đoàn kết bắt tay trên, mày đạp chân dưới. Cái đoàn kết của mày là vậy đó. Ai không chịu đoàn kết với mày, mày giết, bỏ, hãm hạ. Tụi mày đừng có hay. Hồi trước á, mày làm như vậy được. Thời đại này á, thời đại văn minh, thời đại màn internet. Mày đừng nói mấy người bọn KKF ở nước ngoài tham nhũng, rồi lôi kéo thúc đẩy, lấy một số tiền đi thúc đẩy mấy người dân tộc ở đó, cho làm không ổn, bất trật tự an ninh. Bởi mày họ nói hay quá. Cái hai tụi mày á, hai với đất. Cái đoàn kết tụi mày đoàn kết với cái lỗ đích á. Tụi mày không có trân trọng nhân quyền ở trên quốc tế. Mà ngược lại, mày đi vô quốc tế mày làm nhân quyền chỗ đó. Bây giờ người ta hiểu hết rồi cái chuyện xấu của tụi mày. Tao cho mày hay. Bữa nay tao nói tiếng Việt cho mày hay. Tiếng mấy Việt mày nè, Việt thúi nè. Tao là bỏ quê bỏ xứ. Mày biết mày, mày nhìn mặt thằng này nè. Bỏ quê bỏ xứ nè. 30 mấy năm vừa qua, đã trôi qua rồi. Còn mày nhớ mày mãi. Nhớ mày mãi. Mày tốt quá. Mày tốt với tụi tao quá. Với người dân bản địa quá. Tao nhớ mày mãi. Tao làm cho mày ngủ không được. Vì mày tốt quá, nhớ mày quá. Cái chuyện tụi mày nói á, nói trên miệng á, như đích người ta vậy đó. Mày phải nhớ kỹ, mày không tha cái thằng đó ra. Cái chuyện này là xảy ra lớn. Cho mày hay. Cho mày 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 thúi cái tiếng mày ở trên quốc tế. Ha. Tao cho mày thúi trên quốc tế luôn. Đó, cái chuyện mày làm như vậy đó, cho quốc tế người ta hay. Ta sêu được cái video của mày hết trơn rồi. Đưa cho tao nè. Tao lấy cái video cho nó người ta coi. Đó là ủy viên trung ương đảng của mày đưa cho mỗi tụi mày làm. Thúc đẩy cho tụi mày làm. Để ép kìm kẹp người dân tộc. Đường lối chính sách của mày đã muốn giết
người dân bản địa hết. Mày đừng có tuyên truyền xuyên tạc nói là đất này đất của mày. Giải phóng. Khi người giải phóng xong mày hết cái đoàn kết rồi, tới người ta muốn đánh mới đánh cái chuyện mà người dân quyền ở trên đất nước Khmer không? Mày nói người ta muốn chia rẽ đoàn kết. Cái đoàn kết con mẹ mày á. Đoàn kết. Đoàn kết mày như vậy đó hả? Người ta biết hết rồi cái đường lối chính sách của mày làm. Đừng nói nhà nước mày tôn trọng nhân quyền. Cái nhà nước mày nhà nước á, má tí si ke. Nhà nước mày không có tôn trọng nhân quyền gì đâu. Không có coi cái chữ ký của Liên Hiệp Quốc không bằng cái gì. Mày nói mày đi bắt người ta mày nói cái chữ ký của Liên Hiệp Quốc nhằm cái gì. Nó muốn làm gì nó lại đi. Đánh nó cho chạy bỏ mạng luôn. Mỹ còn đánh tiêu nữa. Người ta không có mắt coi hả? Không có lỗ tai nghe hả? Không có mắt nhìn hả? Người ta biết hết rồi. Cái chuyện mày muốn làm xấu ở trên thế giới này, người ta biết hết rồi. Ô con trần, mày đàn áp nhân quyền, mất quyền lợi tự do của quần chúng nhân dân mà Khmer Campuchia Krom sống tại đó. Người mày nói là người ta thúc đẩy khi ép xã Pon Khmer Campuchia Krom là một, đó là đưa thúc đẩy lôi kéo người dân tộc Khmer tại đó. Mày đừng có lấy mặt, lấy cái chuyện, lấy cái tên của Khmer Campuchia Krom ở đó, người ta ở đây ở ngoài thúc đẩy. Tụi mày làm người ta như vậy nè. Cái chuyện này nè, mày không có mắt coi hả? Hay là mày tham nhũng, mày nói người ta cái bịt con mắt hết trơn, không có lỗ tai nghe? Bà lớn đi vậy ở Việt đang so khám ao bao ôn cho nó run kiệt, bao ôn cho nó run kiệt dân tặng khmer lơ khmer còn khmer cần đá mình vô đấy. Khi ông vậy Việt xa Việt bà năng tâu ở Việt sắp cái lẽ na đời Việt xa mà kí Việt tình vậy ta ta buộc xã pon nâng xã ta xảy bia mò xảy lôi kéo thúc đẩy ấy hẹn tuần vậy mũi khmer mạnh cả ba lắm. Khmer mạng các bạn, tập đoàn phía bài khám mẹ nguyên đây. Việc lại cho phụ khám mẹ thứ ba bia. Việc khám mẹ nguyên. Việc bài hủa luôn bia đây. Hẹn chăm mơ đó. Phụ khám mẹ các bài hẹn khám mẹ nguyên đây. Phụ nắng chung nằm nặng mò anh ấy. Anh phải bài anh đâu. Nó có bài hẹn chung nằm nặng mò anh ấy. Nên anh dễ mò. Hẹn thư ấy phía mà phụ. Phụ khmer đâu mà nè nó có bè nữa. Phụ nắng chun nằm nặng mà anh nha. Mình mến xa khám mà chân chun nằm nặng đi. Anh đang hưởng ấy bà hẹn. Phụ hẹn nó không nắng. Việc nhà mau. Phụ khmer về tàu thơ ca nó nắng nắng. Vì chun nằm nặng mà anh. Thấy bà bẹp mỏi anh vậy mà quê. Còn vậy chinh. Mà ngày nay anh khăn anh. Anh khăn ấy anh vậy chinh mà không. Phụ nó có bè nữa. Phụ lục xong mà anh ăn. Phụ thơ ca ở hẹn nữa. Chú nằm nặng món ánh vậy nè. Phụ vậy bà kè. Vậy hay nè. Phụ nắng ấy bà chú nằm nặng món ánh. Phụ nắng mình đang chờ anh. Thế anh không biết sạc mà cho anh khám ai khổ mùi na. Sạc mà cho anh xích mà nữ mùi na. Nhớ tầm nặng món ánh đi. Thế anh công tôi xong say anh đợi chạp ấy. Phụ đợi nấu có bà hẹn nữa. Chú nằm nặng món ánh đi. Anh kẻ bạn là do ngày đi tâu. Hẹn thư ca ấy hẹn vô cha là cam chinh mô ấy à phuộc nắng chú nằm nặng mô anh mà anh đăng nâng. Hẹn nâng áo. Vậy là anh sẽ ba nhắn á. À phuộc lục xong phuộc ấy nắng chú nằm nặng mô anh đi. Thư ca ấy hẹn mà chú nằm nặng mô anh đăng vì nắng lắm.
À phục mê mà anh ấy vậy hay nâng. Chú nằm nặng mà anh nâng á. À. Bà anh đăng. Em kia bà hay. Bà ní đâu. À phục lăng pro tạc cam mà xê pro tạc cam mà anh ấy nâng. Anh ấy lùi chú nằm nặng mà anh đăng ớ nâng. Anh ấy. Anh. Vậy ôi anh. Công khai. Ôi anh chinh. Ôi anh đừng vô lúc ba mòn. Anh thì hẹn vô luộc mà chắc luộc. Anh có vô à thắc vô hẹn và chắc vô hẹn quên tay. Mẹ nói vô tầm đấng vì năng mò bán này. Mẹ ta phục năng chuôn mò anh tới bàn đấng. Thế anh vô hưởng hẹn tầm đấng kia đấng. Tại sao phục năng chuôn tầm năng mò. Hẹn cầm trinh cầm rôn ca thơ ấy à phục năng chuôn mò anh đấng thở nữa. Hẹn cũng khơi hẹn vô mà anh nè, anh vô tới đây cho mũi hẹn tha lẹ ác cầm bạn anh chết đây. À phục năng hãy chung nằm nặng mà anh. À phục là xe ri con á. À phục là xe ri con á, anh nâng lõ á. Anh nâng người tha ri con mọi vô đăng. Tục đầm bay về vô hưởng một đẹp anh. Bên giấy trắng. Hay anh tao đăng, bữa sở vắng đôi khí nè. Hẹn chai vô khám mê, mà chặt khám mê. Anh có chai vô khám mê nâng. Một bẹp anh đây. Né. Hẹn hữu khmer vô một sai á. Vô một sai vô một sai sai chinh bằng hai như kia đó. À bọn nắng chuông nằm nắng mà anh đắng. Bà anh đắng. Được à bọn nắng mình chuông nằm nắng mà anh đắng. Mà đón ní chắc kè hát cút khá nè ai. Vì chua lai. Anh bè bà anh bắn đi. Chắc kè. Vì hát cút khá nè ai. Anh phía về anh ở Scotland là mũi nè. Vô mà lá chua mà lá nè. À bước là xe đi con anh mệt nắng. Mên nà. Vậy. Bà con mô. Bà miên bẹp anh thằng ơ. Hai anh không xin mà anh chắp cái tấu. Cái sự ngọm. Hẹn chạp xa căm mà chôn khám ai căm mà chia cộng xích mà nụ xích ấy nâng. À phụng nâng phát đoàn bò mê nói anh ấy. Vì khám yên tì. Vì xua sọc tục anh nhân mên. Hay bởi tha phát đoàn bò mê nâng viêm chạy anh dây tì. Viêm chạy anh khôi bò anh đi. Bởi tha bò anh lõ nà. Thưa ơi viêm khám yên ban hồ si thơ ca ấy. Hẹn tôi bẹp kê bắt về à ngó. Hẹn chạy lõ mên tên lục mê ơi. Nhưng chạy lõ đó khám yên là anh tè nâu khám yên phá lâu đơ. Vì bẹp anh tạch phản năng ấy. Hay đà buộc. Bẹp ca sống ngạt mau miền cả. Bố ấy nâng. Đà tam bố ấy nâng. Đằng lúc đằng có sắc nâng. Tàu anh chê à lâu. Bẹp hướng mà anh thằng ơ. Anh đang hướng bố ấy nâng. Rồi xa nâng thế. À lâu kì. Cha là cái kê. Kê mà lẹt ấy. Trên bên mục món á. Vô cặp bơi chạp cặp bơi vô khla chạp khla món vô luộc chạp luộc món hẹn chạy vô tẩy hóa xui vô mẹ tia xui tẩy hóa anh có chạy vô luộc chạp luộc quên đây hiện vì ấy nhá hẹn anh cứ xua bỏ luộc xong nó mình hiện bẹp anh đi vì ô vừa nô ta tha bộ anh xiên bạc tiết nữa vì tha anh chẳng đập bay vừa xua nhờ hướng sầm ngặt vì hẹn mô bẹp anh đấy. À phơ. À đôi bì mướn điên tê. Bì mướn này anh. Hẹn hào khám ai vô thư cho nó này anh bán. À lâu anh có tẹt. Anh chân bán đi hẹn nhận đây. Vô ở đây thư ca mùi hẹn vô mà bẹp anh. Hả? Nè. Ôi anh đang. Mít mà la vô mà la chua. Bữa phát thân em phơ. Tàu vô chết phơ mồm sạp. Nè. Mà hối là bạch. Mà hối là bạch. Mà con là bạch. Hẹn thơ là bạch ấy. Vô là bạch nâng lên ngàn quên. Hẹn đau bà mổ đó. Đau bà mổ là đó. Anh đây hẹn thúc chất nâng. Ôi bà thơ ca mà ngờ hẹn nâng. Hay cho mơ hưởng hẹn mà anh đăng ọt. Hẹn thơ ấy. Hẹn bà chung thơ ấy. Đấy.
mà châm bạc anh trinh bạc mò ôi của anh thưa ấy của anh đang bẹp anh thằng ơ năng cuộc lột đang bẹp anh thằng ơ năng cái miễn phơ nà nế đi xa mãi mình nà gặp bé hồi đăng môn ngà mặt đong đi anh ôi cái hạt cụt khỉ với ai gặp bé anh bạn đi sau ôi cái á hạt cụt khỉ ai anh tha là bạch bà ni nè anh bẹp tháp mà nước bay chìm nón mồm lệ anh ấy hãy ra hổ hưởng lớn có mỗi khi sẵn ngóm bán có mỗi khi sọc bán có mỗi khi đa tông nước nó hổ si bán hãy anh cứ tao xa hạp bọn na lôi keo khi khi ép na lôi keo vậy mà mán khét hãy anh mà ô mà nè chẳng bỏ cứ bạc liêu nói chung ngoài tỉnh nói khác bạc liêu nói chung sấy không miên bạc liêu nói chung hẹn mình click bạc liêu anh bạc liêu rồi này ha bạc liêu nó thơ anh đua anh à thơ hẹn thơ luôn này anh kỳ vua à tập bỏ anh quay lại anh Vinh giá cái vua khmer mà nẹt vô lột mà nẹt mòn cái tha em cái vua học đi cả mình á thà mày mình á cái trả là vua dân mà thơ chăng hay trong cõi thầm lắp anh ăn cháo hành cha với anh ta xua chầm lái á bữa phu anh ăn vậy bè bạn tọn hãy quay đầu ngóp về sóc chân ngóp á hướng bè bạn tọn về bè đi hãy xua đó sao em chu nằm nặng mò anh nè mình bẻ bạn đi anh lẹt thế chứ anh chầm bài chẳng sẽ đạp chở này thế anh cầm sâu tục chặt buộc năng đây khai mà xui anh khai là bẻ 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 năng phải là lèn khá luôn đấy à anh khai chẳng đây hướng ấy có anh mỏi đắng này hay bữa anh chọn thứ ấy nè anh vậy nó mạng và con internet nó ôi anh mơ mà ai cho tôi sạp cho nó và con men là con bị chư